hello xin chào cả nhà mình là hùng đoàn đây hôm nay mình sẽ làm một bể thủy sinh bên trong cái bình thủy tinh đầu tiên là đi xin cái bình về và đi nhặt một ít sạn suối tiếp theo là cho sạn suối có trộn akadama vào trong bình để làm nền trộn như vậy sẽ giúp cho nền được thông thoáng đây là một cái bình nên rất khó thao tác ở bên trong mình quyết định dùng một cái thìa và cột lại với cây đũa để trải nền trải nền xong thì lau bình cho sạch sẽ vì đây là một bình nhỏ đòi hỏi sự tỉ mỉ nên các bạn phải kiên trì thì mới làm được mình thấy nền hơi thấp nên sẽ giải thêm một ít sạn suối lên phía trên mặt, các bạn lưu ý phải rửa sạch sạn suối trước khi cho vào bình. Tiếp theo là xếp layout, các bạn dùng nhíp gấp từng cục đá vào, mình sử dụng đá Tiger và sử dụng một ít dễ rừng để làm thành bố cục rồ. Các bạn dùng nhíp để xếp bố cục sao cho nhìn thuận mắt là được. Nếu như video nhanh quá, các bạn có thể xem video chi tiết hơn trên kênh YouTube Hùng Đoàn Official. Mình có dẫn link ở trong phần giới thiệu nhé. Xếp bố cục xong thì mình bắt đầu gắn cây. Để gắn được cây các bạn phải sử dụng loại keo chuyên dụng. Các bạn chỉ cần xịt ẩm trước khi dán thì keo sẽ dính ngay. Bôi keo vào cây rồi dán vào trong bình. Trong video này mình sử dụng giấy nana. Một loại cây dễ sống, chậm phát triển và cần ít CO2. Để bình này phát triển tốt thì bạn cần phải thay nước thường xuyên, một tuần một lần. Ánh sáng phải chiếu đủ từ 4 đến 6 tiếng một ngày. Các bạn có thể sử dụng đèn học hoặc đèn dọi để bàn cuối cùng là đổ nước vào, và xem thành quả, thời gian đầu nước sẽ hơi đục nhưng khoảng một ngày sau nước sẽ trong trèo trở lại nhé các bạn. Gắn thêm một cái đèn đế gỗ tre có công suất bao oát, châm thêm một ít vi sinh vào để làm trong nước. Những chiếc bình thủy sinh nhỏ như này rất thích hợp để bàn học, bàn làm việc, giúp cho các bạn thư giãn trong lúc làm việc, hay xem live stream của cô Hằng. Nó có tác dụng ngang Dr. Thanh luôn nhé. Và đây là thành quả của mình sau 24 giờ. Các bạn hãy thả tim, bấm đăng ký ủng hộ kênh TikTok và YouTube của mình nha xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo à quên mình sẽ úp đát theo thời gian thực nên các bạn cùng theo dõi nhé